Hôm trước có một anh khách hỏi là Tiến ơi, em có cây chanh vàng Mỹ nào choai không? Để anh về anh trồng nó nhanh ra quả, với lại anh làm một cái hàng cây toàn là chanh vàng Mỹ cho nó đẹp em ạ. Thì em Tiến em tìm giúp anh xem là có cái cây nào choai thì gửi cho anh. Thì hôm nay em cũng nhân tiện lấy cho cái bác khách đấy, chốt cho bác khách đấy rồi. Bác ấy lấy chục cây thì nhân tiện em cũng muốn quay lại một cái video để mà chia sẻ cho những bác nào mà chưa biết về cái cây chanh vàng Mỹ mà cây choai đấy nó như thế nào, mà cái cây đấy thì nó có cây choai này thì bao giờ thì nó ra quả đấy, thời gian bao lâu thì ra quả, mà cây nó giá cả như thế nào. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu và chia sẻ cho các bác về cây chanh vàng Mỹ giống choai đấy. Thì trước mắt các bác đây là một vườn chanh vàng Mỹ. Cây thì rất là đẹp. Hiện tại thì chiều cao của cái cây chanh vàng Mỹ này ấy, nó rơi vào khoảng tầm 1m2. Và cây thì khá là đẹp. Đây, thân gốc của nó thì cũng rất là to rồi, bằng ngón chân cái các bác ạ. Đây, gốc của nó cũng bằng ngón chân cái rồi, rất là đẹp. Cây này thì nó là cây ghép nha các bác nhá. Thời gian ra trái của nó rất là nhanh và năng suất cực kỳ cao luôn. Đấy, em chia sẻ cho các bác một chút đấy. Và các bác thắc mắc là cái cây choai này thì thời gian bao lâu thì nó ra trái. Thì thông thường ấy, cây choai này thì là nó đã có trái rồi đấy. Có những cây nó đã có trái rồi và có những cây thì là nó chưa có. Nhưng mà nó cũng thời gian của nó thì chỉ khoảng tầm 3 đến 4 tháng thôi. Nhưng mà nếu mà các bác lấy ít, lấy một vài cây thì em vẫn chọn được là cây có trái sẵn ở trên cây để cho các bác về các bác chơi luôn, có quả luôn. Đấy, còn bác nào lấy nhiều thì là em bốc xô thì là có cây có quả, có cây chưa. Đấy. Thì bây giờ em sẽ quay những cái cây có quả nó như thế nào cho các bác xem nhá. Đây ví dụ như thế này này. Bởi vì là em vừa rồi em mới cắt ngọn đi đấy nên là nó chưa đậu được nhiều. Đấy ví dụ như cái cây này đang có quả này các bác này. Đấy, cây choai như thế này. Đấy, nó đang có quả này các bác này. Đấy. Đang ra quả sẵn ở trên cây. Cây cao khoảng 1m2 thôi các bác ạ. Đấy, những cái cây này gần như là toàn bộ là đều đến tuổi nó có quả hết rồi. Đấy, quả đây các bác này. Đấy. Và các bác về trồng thì là chỉ một thời gian cây nó ổn định, nó bén rễ xuống cái đất nhà mình ấy, thì là nó sẽ đậu được nhiều hơn. Ví dụ như cái bầu này của em ấy thì nó bé, nó chưa đủ chất dinh dưỡng để nó nuôi nhiều quả, nó chỉ vừa phải thôi thì nó đậu được vài quả thôi. Đây các bác này, đây cây này khá là đẹp đây này. Đấy, và nó cũng đang có quả sẵn ở trên cây rồi. Đấy, để giải đáp thắc mắc cho các bác là cây chanh vàng Mỹ choai nó sẽ như thế nào. Thì đây nó là cây chanh vàng Mỹ choai nha các bác nhá. Cây nó cao khoảng tầm 1m2, nó cũng trồng được khoảng tầm hơn 2 năm rồi. Đấy, bây giờ thì đang có quả sẵn ở trên cây cho các bác rồi. Các bác về trồng là chỉ có chơi luôn thôi. Một thời gian là nó sai quả nên là các bác chơi cảnh các bác ăn quả thôi. Đấy. Rất là dễ dàng. Các bác nào mà có nhu cầu trồng 5-10 cây thành một hàng cho nó đẹp thì lấy cái loại này thì nó sẽ nhanh này, và nó hợp lý này, dễ dàng vận chuyển này. Giá cả thì nó rất là phải chăng. Đấy. Nó phù hợp với tất cả các bác luôn. Ai cũng có thể mua được những cây chanh vàng Mỹ đẹp như thế này. Đấy. Các bác, cái công dụng của cây chanh vàng Mỹ này ấy, thì các bác biết rồi ấy, nó có rất là nhiều công dụng. Và đặc biệt là cái mã quả của nó rất đẹp. Đấy. Các bác có nhu cầu mua cây chanh vàng Mỹ thì liên hệ cho em qua số hotline là 0388 744 666 nhé. Và truy cập vào website nhavườnvutien.com nhé, em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ tư vấn cho các bác cây chanh vàng Mỹ choai nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Kính chúc, kính chào, hẹn gặp lại các bác.